Xin chào quý anh chị và các bạn. Ngày hôm nay tôi sẽ cùng với các bạn đi tìm một trong những mẫu xe SUV cỡ C phải nói là bán chạy nhất thị trường Việt Nam hiện tại. Nhắc đến mọi người thì chắc cũng hiểu ngay đó là mẫu xe mang danh thương hiệu gì rồi đúng không? Vâng, chiếc xe Mazda CX-5 đến từ thương hiệu Nhật Bản của nhà Mazda. Phải nói là trong 10 năm gần đây, khi mà kể từ lúc ra mắt thì xe vẫn luôn dẫn trong top 10 xe bán chạy nhất của thị trường Việt Nam và top 1 phân khúc C. Và mọi người có tin được không, chương trình trong tháng này của chiếc Mazda CX-5 đang được hỗ trợ lên tới 120% thuế trước bạ. Vâng, mọi người không nghe nhầm đâu nhé, 120% thuế luôn. Mazda CX-5 thì được phân phối ở thị trường Việt Nam với 3 phiên bản nhé. Bản Deluxe bây giờ đang có giá là 839 triệu và đang hỗ trợ 120% thuế trước bạ, chỉ còn 754 triệu và giá lăn bánh bây giờ chỉ còn 842 triệu thôi. Đó, bản Luxury có giá là 879 triệu, đang được hỗ trợ 120% thuế, còn 794 triệu và giá lăn bánh sẽ rơi vào khoảng 882 triệu. Đó. Và phiên bản cao cấp nhất là bản Premium có giá là 919 triệu, cũng đang được hỗ trợ lên tới là 120% thuế trước bạ, là còn 814 triệu và giá lăn bánh nó sẽ rơi khoảng 912 triệu. Trước Mazda CX-5 thì mọi người có thể biết được là quá nhiều option, quá nhiều công nghệ, quá lành và cực kỳ tiết kiệm xăng luôn. Với chiếc máy 2.0 mang mã lực sức mạnh lên tới 188 Newton và 155 Newton trên mét cho từng phiên bản đó, thì mọi người có thể thấy là một chiếc xe phải nói là độ thẩm mỹ quá đẹp, la răng Goshin Tai 19 inch đó. Khoảng sáng gầm xe phải nói là cao nhất phân khúc lên tới 20 cm đó. Xe có độ trường xe rất là lớn luôn nhé mọi người nhé, lên tới gần 4,6 m luôn, phải nói là quá dài quá rộng và quá trường xe luôn. Khoang nội thất của Mazda thì không còn gì để có thể chê được nữa rồi, thực sự là sang trọng, phải nói là quá đẹp. Thốt lên một bộ ghế dài cực kỳ sang trọng, bệ phi thuyền Mazda Connect, cửa sổ trời, ghế lái chỉnh điện, có như hai vị trí ghế đó. Hệ thống cảm biến xung quanh xe 8 cảm biến trước sau trái phải hông, hệ thống bô đôi thể thao cốp điện với dung tích cực kỳ lớn đó. Thì để biết thêm chi tiết về quà tặng cũng như là giá bán cụ thể thì hãy liên hệ với chúng tôi để đảm bảo với các bạn có được cái quyền lợi cũng như cái chương trình tốt nhất. Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chương trình nhé.